Chào mừng các bạn quay trở lại với Blue Moon Tarot. Mình là Yên Du và đây là nơi mình thực hiện những trải bài Tarot để mang lại những thông điệp chung cho các bạn, với hy vọng là những thông điệp này sẽ giúp các bạn có một cái sự định hướng, là có cái sự tham khảo nào đó cho hành trình hiện tại của mình. Thì hy vọng là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách cởi mở và có chọn lọc ha, đón nhận những gì có liên quan và phù hợp với hoàn cảnh của mình và bỏ qua những gì không liên quan, bởi vì đó có thể là thông điệp dành cho người khác. Chủ đề trải bài của ngày hôm nay đó là tình hình công việc và tài chính của các bạn từ đây cho đến hết năm 2021. Thì mình sẽ xem là cái năng lượng chung, cái bối cảnh chung của công việc và tài chính của các bạn là như thế nào, có những khó khăn, thuận lợi gì, có cơ hội gì đến, và những cái lời khuyên xung quanh đó các bạn có thể làm gì để mà có được kết quả tốt đẹp nhất về khía cạnh công việc và tài chính. Sau video này thì mình có thể sẽ làm thêm video về chuyện tình cảm với các bạn từ đây đến cuối năm, nhưng mà để xem thời gian của mình như thế nào. Ok, và như mọi khi để lắng nghe thông điệp của trải bài thì các bạn có thể chọn một trong bốn tụ bài của ngày hôm nay. Hôm nay mình chỉ làm bốn tụ thôi, mình không đủ sức làm sáu tụ như lần trước nữa. Đây là tụ 1, tụ 2, tụ 3 và tụ 4. Mình nhắc lại nha, tụ 1, tụ 2, tụ 3 và tụ 4. Những bạn nào thích chọn tụ bài trơn thì các bạn có thể dừng video ở đây để mà chọn tụ bài, sau đó các bạn xuống phần comment hoặc là phần mô tả, mình sẽ có để các mốc thời gian của các tụ bài ở đó. Những bạn nào muốn chọn đồ vật thì bây giờ mình sẽ thêm 4 chiếc đồng hồ cho các bạn chọn nha, để xem là các bạn ưng cái nào thì các bạn chọn cái đó. Đầu tiên đây là chiếc đồng hồ của tụ bài số 1. Nó hết pin rồi, nhưng mà tại vì mình chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Mình để ở đây nha. Ok. Tiếp theo, đây là chiếc đồng hồ của tụ bài số 2. Đây là của tụ số 2. Tiếp theo nữa, đây là của tụ bài số 3. Và cuối cùng là đồng hồ của tụ bài số 4. Ok, thì các bạn có thể lựa chọn dựa vào màu sắc, hình dáng của chiếc đồng hồ ha, rồi tùy các bạn. Các bạn cảm thấy tụ bài nào hay là chiếc đồng hồ nào thu hút sự chú ý của các bạn đầu tiên hoặc là nhiều nhất thì các bạn có thể chọn tụ bài đó. Các bạn cũng có thể chọn nghe nhiều hơn một tụ bài nha, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Các bạn có thể chọn lọc thông điệp từ các tụ bài. Tên của những bộ bài mình sử dụng trong video ngày hôm nay mình sẽ liệt kê ở cuối video cũng như ở phần mô tả video nha. Ok, những bạn nào chưa chọn được tụ thì các bạn có thể dừng video lại. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu từ tụ bài số 1 nha. Chào những bạn chọn tụ bài số 1, các bạn chọn chiếc đồng hồ này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ để 3 lá tarot ở đây mình lật sau. Bây giờ mình sẽ lật một số lá bài Oracle để xem là cái bối cảnh chung của công việc và tài chính của các bạn từ đây đến cuối năm sẽ như thế nào nha. Đầu tiên là về công việc, xu hướng chung, bối cảnh chung về công việc của các bạn tụ 1 từ đây cho đến cuối năm. Các bạn có Ask and Receive, có vẻ là các bạn cần phải đi apply. Các bạn có Expect Miracles. Và các bạn có Healing Energy. Với ba lá bài này á, thì điều mình cảm nhận được đầu tiên đó là một số bạn ở tụ bài số 1, các bạn hơi thiếu tự tin về năng lực của bản thân, hoặc là các bạn cảm thấy là trong cái hoàn cảnh như vậy mà đi xin việc hoặc là xin cái công việc, apply cho một cái vị trí cao hơn hay là nắm bắt một cái cơ hội nào đó thì có vẻ là quá tầm và quá sức của mình. Nhưng mà có một thông điệp ở đây là từ đây đến cuối năm á, các bạn cứ hỏi xin thì sẽ được nhận, cứ gõ thì cửa sẽ mở, cứ xin thì sẽ được, cứ hỏi thì sẽ được đáp lời. Nên là hãy cứ chủ động, các bạn cần phải chủ động nhiều hơn. Có những cái phép màu kỳ diệu trong công việc đang chờ đợi các bạn, nhưng mà cái đầu tiên các bạn cần phải lên tiếng hỏi cái đã. Và tại sao các bạn gặp cái điều này là vì các bạn có cái healing energy ở đây. Healing energy ở đây á, mình hiểu được theo hai hướng trong cái bối cảnh của trải bài của các bạn nha. Thứ nhất đó là những bạn nào mà thiếu tự tin vào năng lực của bản thân mình đó, thì các bạn cần phải vượt qua, các bạn cần phải chữa lành cái tổn thương về sự thiếu tự tin đó để mà các bạn chủ động hơn trong việc là
yêu cầu công việc, đưa ra những cái đòi hỏi về công việc, nắm bắt những cái cơ hội về công việc của mình. Thì đây sẽ là cái cơ hội, cũng là cơ hội cho các bạn trong cái hành trình chữa lành cho bản thân mình, đặc biệt là chữa lành cái niềm tin của mình ha. Và một cái ý nghĩa thứ hai của Healing Energy ở đây là đây là cái năng lượng chung, cái năng lượng chữa lành này nó đang bao trùm bên các bạn. Cho nên là nếu trong giai đoạn hiện tại hoặc là giai đoạn trước đây các bạn có những cái tổn thương, những cái tổn hại về công việc, ví dụ như là các bạn bị mất việc, các bạn công việc các bạn phải tạm tạm dừng lại do dịch bệnh chẳng hạn, hay do bất kỳ cái hoàn cảnh nào khác, hoặc là bất kỳ một cái thiệt hại nào đó về công việc á, thì mình cảm thấy là trong giai đoạn từ bây giờ cho đến cuối năm các bạn sẽ được bù đắp, đền bù thiệt hại cho những cái tổn thất đó trong công việc của các bạn. Nói chung là cái năng lượng chung của tụ một ở đây là năng lượng của sự phục hồi về khía cạnh công việc. Nhưng mà cái điều đầu tiên các bạn nhớ nha là các bạn phải hỏi trước đã, các bạn phải cần phải chủ động hơn. Thì bây giờ mình sẽ xem là chủ động hơn là như thế nào về khía cạnh công việc của các bạn nha. Ba lá này đều là công việc hết, một hồi về tài chính mình sẽ rút thêm ba lá nữa cho các bạn. Các bạn có Six of Coins cũng là cho đi và nhận lại, khá là giống với cái năng lượng ở đây. Nine of Coins, chín xu, và cuối cùng là Nine of Cups, kỵ sĩ ly. Wow, năng lượng nó rất là tương ứng với ba lá bài Oracle này của các bạn. Vẫn là cho đi và nhận lại. Nine of Cups, các bạn sẽ bắt đầu có những cái bước tiến mới trên hành trình. Cups ở đây cũng là hành trình về về chữa lành. Cái Knight of Coins đây xuất hiện cùng lúc với lá Expect Miracle, cho nên mình nghĩ là các bạn sẽ có những cái điểm khởi sắc về công việc, về cơ hội công việc nha, sẽ có cơ hội công việc đến với các bạn. Nếu mà những bạn nào đang trong tình trạng là thất nghiệp, chưa tìm được công việc ưng ý và các bạn đang chờ đợi một cái công việc phù hợp á, thì mình thấy là cơ hội công việc này sẽ đến trong giai đoạn từ đây đến cuối năm. Và cái giai đoạn này, giai đoạn từ đây đến cuối năm á, là thời điểm để cho các bạn khôi phục lại mọi thứ và phát triển công việc của mình lên một cái tầm cao mới. Ở đây các bạn có đang coi, nhưng mà đang là những cái bước đi đầu đầu tiên, giống như là các bạn đang có những cái tín hiệu vui đầu tiên cho một cái chặng đường khởi sắc trong công việc của mình. Và các bạn phải tin là mình xứng đáng nữa, tại vì với cái năng lượng này nãy giờ mình nói về việc là cứ gõ thì cửa sẽ mở rồi, đúng không? Và Knight of Coins ở đây còn là cái năng lượng về việc là yêu thương bản thân, tin tưởng vào bản thân. Nếu mà có nhiều hơn một cơ hội công việc đến với các bạn trong giai đoạn sắp tới á, thì các bạn hãy lựa chọn dựa vào cái tình yêu thương bản thân của mình, tức là chọn thứ tốt nhất, chọn cơ hội tốt nhất cho bản thân mình, chọn công việc phù hợp nhất, công việc mà đáp ứng được nhiều nhu cầu của bạn nhất. Chứ đừng có lựa chọn theo kiểu là cái công việc nào vừa sức nhất, đó sẽ không phải là cái ưu tiên cho các bạn trong giai đoạn sắp tới. Ưu tiên của các bạn trong giai đoạn sắp tới là tự tin chọn cái tốt nhất cho bản thân mình. Có thể đó là một cơ hội công việc mà bạn nhìn thấy là nó hơi quá tầm, sức cạnh tranh của nó, cái sự cạnh tranh trong cái công ty này quá cao chẳng hạn, và bạn cảm thấy là sức mình chưa có đủ. Nhưng mà hãy tự tin lên, nếu bạn cảm thấy đó là cái điều tốt nhất mà bạn có thể dành cho bản thân mình á, hãy lựa chọn cái tốt nhất, hãy lựa chọn cơ hội công việc tốt nhất cho bản thân mình, và đừng có đánh đổi nó vì bất kỳ điều gì khác. Tại vì các bạn đang trong giai đoạn chữa lành mà, các bạn cần phải chữa lành cái sự thiếu tự tin của mình đã. Knight of Cups ở đây cũng có thể là đại diện cho người mang lại cơ hội công việc cho các bạn nha. Đây có thể là một người khá dịu dàng, có thể là nam hoặc là nữ, năng lượng ở đây thì là nam. Nhưng mà mình cảm thấy là một người dịu dàng, có thể là nhỏ tuổi hoặc là trẻ tuổi hơn các bạn. Nhưng mà đây có thể là người sẽ mang lại cơ hội công việc cho các bạn. Để mình trải thêm xem là có thêm tình tiết nào cho công việc của các bạn từ đây đến cuối năm không. Sau đó mình sẽ qua đến khía cạnh tài chính nha. Ok, các bạn có hai lá Knight of Wands và The Fountain, tất cả tùy vào các bạn. Này giống như một cái suối nguồn nữa đó, có suối nguồn cơ hội, có suối nguồn may mắn đổ xuống các bạn, nhưng mà nó tùy vào việc các bạn chủ động đến cách mức nào, các bạn tự tin đến mức nào. Thậm chí mình còn thấy thông điệp là có những bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho mình. Những bạn nào mà mang ấp ủ cái ý định là khởi nghiệp á, trong giai đoạn sắp tới thì các bạn có thể thực hiện được. Vì Knight of Wands cũng cho mình thấy cái kiểu là một cái sự tiến xa nào đó, có thể là khởi nghiệp nè, có thể là đi làm xa. Ví dụ như là các bạn đang ở Sài Gòn nhưng mà các bạn có cơ hội làm việc ở Đà Nẵng chẳng hạn, hoặc là các bạn có cơ hội chuyển việc. Nói chung là mình thấy có một cái sự xê dịch trong hoàn cảnh công việc của các bạn. Nó có thể là gần
Ví dụ như là chuyển từ công ty này sang công ty kia, chuyển từ quận này sang quận khác, thậm chí là từ phòng ban này sang phòng ban khác, hoặc là nó có thể biểu thị cho một cái hành trình xa hơn, ví dụ như là đi từ tỉnh này qua tỉnh khác, nước này qua nước khác. Nó cũng có thể là sự chuyển dịch, xê dịch không phải về mặt địa lý mà về mặt chuyên ngành, chuyên môn chẳng hạn. Ví dụ là chuyển từ một cái chuyên môn là kế toán sang logistics hay cái gì đó, thì nó là một cái sự chuyển dịch. Chuyển dịch nó bao hàm, nghĩa nó rất là rộng, nhưng mình thấy là có cái sự chuyển biến và thay đổi ở trong hoàn cảnh công việc của các bạn, thì hãy chủ động đón nhận nó. Và The Fountain cho thấy là các bạn có đủ khả năng, bất kể cái cơ hội, cái sự chuyển dịch này là gì đi nữa, thì mình vẫn thấy là các bạn có đủ khả năng để mà nắm bắt được. Cho nên là hãy tự tin nhiều hơn về khía cạnh công việc. Ok, như vậy là mình kết thúc phần công việc nha. Bây giờ mình sẽ sang phần tài chính của các bạn từ nay đến cuối năm, xem là có chuyện gì xảy ra. Thì cũng tương tự như công việc, mình cũng sẽ rút một vài lá Oracle để xem là năng lượng chung hay là cái bối cảnh chung về mặt tài chính của các bạn từ nay đến cuối năm sẽ như thế nào. Các bạn có clear, cancel and release. Clear, cancel and release. Dọn dẹp, hủy hoặc là giải phóng cái gì đó. Vẫn là ask and receive. Và angelic protection. Và các bạn được bảo hộ. Những bạn tụ một nhận được rất nhiều sự bảo hộ về khía cạnh công việc. Hồi nãy mình nói rồi, cả khía cạnh tài chính các bạn cũng có sự bảo hộ. Ở đây giống như là cơ hội đến, thời của các bạn tới rồi á, hãy nắm bắt nó. Nhưng mà đầu tiên ở đây, cái đầu tiên các bạn có clear, cancel and release thì mình nói á, nếu mà các bạn có những cái món nợ về mặt tài chính hoặc là có những cái vướng mắc gì đó về mặt tài chính thì các bạn sẽ cần phải giải quyết nó trong giai đoạn sắp tới, hoặc là các bạn sẽ giải quyết nó trong giai đoạn sắp tới, là mọi thứ nó sẽ chuyển động theo cái hướng là để bạn có thể giải quyết được nó. Thiếu nợ thì trả nợ, ai mắc nợ mình thì đi thu hồi lại. Nói chung là các bạn sẽ có cơ hội làm được những cái điều này. Nó cũng có một cái nghĩa nữa là trước khi các bạn giải quyết xong những cái tồn đọng về tài chính hiện tại thì các bạn không nên ôm đồm thêm những cái mới. Tức là nếu các bạn đang mắc nợ thì chỉ khi nào các bạn có hướng giải quyết cho cái khoản nợ đó thì các bạn mới có thể mượn thêm nợ. Hoặc là nếu các bạn đang cho ai đó mượn nợ thì chỉ khi nào họ có cái hướng giải quyết cái cục nợ đó cho bạn thì bạn mới tính tiếp đến cái chuyện là cho họ mượn tiếp hay không. Thì đó là những cái vấn đề như vậy. Nói chung là nếu mà có những cái ách tắc nào đó về khía cạnh tài chính thì cái giai đoạn từ đây đến cuối năm sẽ là giai đoạn mà các bạn cần phải xử lý, theo cả nghĩa 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 tốt lẫn nghĩa xấu. Nghĩa tốt tức là người ta xử lý xong cho bạn ha, những cái vướng mắc tài chính của các bạn được gỡ bỏ. Còn nếu mà nghĩa xấu cũng không hẳn là xấu, nghĩa là mắc nợ thì phải trả nợ. Và đó cũng là cái sự cho đi và nhận lại. Cái năng lượng chung của các bạn từ đến cuối năm vẫn là cái dấu hiệu này, cho đi và nhận lại. Và các bạn đừng sợ, nếu như ví dụ như là các bạn đang mắc một cái khoản nợ nào đó và các bạn sợ là nếu mà mình dồn sức trả cái khoản nợ này thì không biết mình có còn đủ tiền để xài cho giai đoạn sắp tới hay không, thì với trải bài này mình cảm thấy là các bạn sẽ xoay sở được cái angelic protection này, sự bảo hộ từ các thiên thần này, thì các bạn sẽ có thể xử lý được, có thể giải quyết được. Còn nếu mà không phải tình trạng mắc nợ, chỉ là cái chuyện bình thường như là có những cái vướng mắc nào đó về mặt tài chính đó, thì cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa ở đây. Năng lượng chung rất là ổn. Bây giờ mình sẽ rút một vài lá bài để xem cụ thể hơn nha. Các bạn có 6 xu, đúng là cái năng lượng chung của các bạn là cho và nhận đó, cả trong công việc và tài chính. Knight of Swords rất là nỗi nhiều nỗi sợ về khía cạnh tài chính ở đây, và Eight of Coins đúng là các bạn đang trong cái tiến trình là build up, xây dựng một cái gọi là cái con đường tài chính cho mình, nó những cái gọi là an toàn về khía cạnh tài chính cho bản thân mình. Với Knight of Swords ở đây các bạn có nhiều áp lực về mặt tài chính trong giai đoạn này. Thật ra mình nghĩ đa số mọi người, không riêng như những bạn chọn tuổi bài số 1 đâu, mà là đa số mọi người trong giai đoạn này đều sẽ gặp nhiều áp lực về khía cạnh tài chính.
Nhưng mà đừng để cái áp lực này khiến bạn ngừng cái việc cho đi. Tức là nếu mà có những cái hành động cho đi nào đó liên quan đến tài chính mà các bạn có thể làm được trong khả năng của mình, thì các bạn có thể chủ động thực hiện. Tại vì các bạn cho đi thì các bạn sẽ được nhận lại. Và Age of Courage, Clear, Cancel and Release. Đừng có vung tay quá tráng trong trong giai đoạn này. Cho đi vì những cái ý định tốt đẹp nó sẽ khác với cái việc là các bạn tiêu tiền cho những món mà các bạn không cần dùng. Ví dụ như là mua sắm quá đà nè. Những cái ngày mà ở nhà như vậy rất là dễ rơi vào tình trạng là mua mua hàng trên mạng rất là nhiều, thì các bạn cần phải cẩn trọng trong cái quá trình này. Trong giai đoạn sắp tới không phải là giai đoạn để các bạn tiêu xài hoang phí đâu. Với cái hình ảnh này như các bạn thấy ở đây, hình ảnh một người đúng không? Để hai cái dấu X như vậy, giống như là hãy dừng lại đi, dừng lại đi, đừng có tiêu xài hoang phí nữa, đừng có. Hoặc là nếu mà các bạn hiện đang đầu tư vào một cái hạng mục nào đó và các bạn đã cảm thấy là nó không thể sinh lời, là quá lâu rồi nó không sinh lời á, thì các bạn cần phải giải quyết cái hạng mục đó và buông nó đi, đừng có ôm một cái gánh nặng tài chính nào trong giai đoạn này. Nói chung là những cái gì mà đang không hiệu quả thì các bạn cần phải giải quyết nó rốt ráo, đừng có làm tiếp nữa, mà hãy hãy dừng, hãy một là hủy luôn, hai là tạm dừng, chứ đừng có cố gạch gạch gồng gánh nó trong giai đoạn sắp tới nữa. Mà các bạn cần phải tập trung vào việc gì? Tập trung vào cái việc là xử lý cho xong những cái tồn đọng này và từ đó tiến lên trên cái hành trình tài chính này của mình. Đừng có ôm đờm một cái gì đó vì các bạn sợ. Ví dụ như là các bạn đã đầu tư cái gì đó trong suốt 3 tháng qua nhưng mà tới giờ nó vẫn không có hiệu quả, và các bạn biết là các bạn cần phải buông tay, nhưng mà các bạn sợ là buông rồi mất hết á. Nhưng mà thông điệp ở đây mình thấy á, nếu nếu các bạn không buông á thì các bạn sẽ còn mất nhiều hơn nữa, cho nên là hãy buông cái nỗi sợ này ra và phải chấp nhận là buông bỏ những cái gì mà nó không còn hiệu quả nữa. Vì đó chính là những cái chướng ngại vật nó đang làm ách tắc cái dòng chảy tài chính của các bạn. Thì các bạn cần phải buông cái đó đi, cần phải phải giải quyết cái ách tắc ở đây thì các bạn có thể khơi thông được cái dòng chảy và tám xu để mà bắt đầu xây dựng lại cái hành trình tài chính cho mình, và các bạn sẽ được bảo vệ được cái hành trình này. À, mình nghĩ khá là rõ ràng cho tài chính của các bạn rồi đúng không? Mình vẫn sẽ như hồi nãy rút thêm ba lá ha, xem là có những cái thuận lợi gì cho các bạn hay là khó khăn gì nữa hay không. Cái thuận lợi là các bạn đang được hỗ trợ từ đội ngũ hướng dẫn tâm linh rất là nhiều, và các bạn cũng sẽ nó sẽ thể hiện qua việc là các bạn nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh mình, từ môi trường xung quanh mình. Nhưng mà nhớ là phải chủ động lên tiếng, có gõ thì cửa mới mở. Ace of Cups, Death và Knight of Cups. Đúng rồi, có những cái mà đi vào cái ngõ cụt cần phải được giải quyết, thì sau đó nó giống như là có một cái dòng chảy rất là may mắn trong công việc rồi trong tài chính của các bạn. Công việc thì mình nói hồi nãy rồi, nhưng mà trong tài chính đó thì các bạn phải giải quyết được những cái cục nợ tồn đọng đã, thì mới các bạn có thể khơi thông được cái dòng suối tốt lành đó cho nó chảy vào các bạn. Như là giữa Ace of Cups và Knight of Cups của các bạn có một cái lá đét tử thần ở đây nằm giữa, thì các bạn phải giải quyết được cái cục này thì nó mới có thể là tuôn chảy được trong cái con đường tài chính của các bạn. Nên là ai còn tồn đọng cái gì thì hãy giải quyết nhanh ha, đừng có để nó cản trở con đường của mình nữa. Ok, thì đó là cái năng lượng về mặt công việc và tài chính mà mình thấy được cho những bạn chọn tụ bài số 1 ha, trong giai đoạn từ nay đến cuối năm. Nhưng mà các bạn có thể xem trải bài này vào bất kỳ thời điểm nào, và nếu thông điệp nó match với các bạn thì nó cũng sẽ có hiệu quả với các bạn trong giai đoạn mà các bạn xem trải bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha. Bye bye. Chào những bạn chọn tụ bài số 2. Đây là những lá bài sẽ cho mình biết về tình hình năng lượng chung của các bạn về khía cạnh công việc và tài chính giai đoạn từ đây đến cuối năm. Mình sẽ lật ba lá tarot này sau, mình sẽ sử dụng Oracle để mà xem về năng lượng chung hay là bối cảnh chung về công việc và tài chính của các bạn trước nha. Đầu tiên là về công việc nha. Năng lượng chung về khía cạnh công việc của các bạn từ đây đến cuối năm. Đầu tiên các bạn có Harmony and Resolution. Cut the cord. Cắt sợi dây. Và các bạn có Composure.
Những bạn chọn tụ bài số 2. Điều đầu tiên mình cảm nhận được từ ba lá bài này là các bạn đang đeo mang một cái gánh nặng nào đó vốn dĩ không phải thuộc về các bạn. Nếu mà về công việc đó, thì các bạn đang cố gắng gượng để mà gánh lấy công việc của ai đó chứ không phải của bạn, tức là bản thân bạn không cần phải làm cái công việc này, bản thân bạn không có dính líu đến cái công việc hiện tại hết, nhưng mà bạn 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 đang níu kéo, bạn đang cố gắng làm vì người khác, vì ai đó nhờ vả bạn, hay là vì bạn bạn không nỡ bỏ đi, hay là mặc dù bạn biết là nó không còn có ích cho mình nữa nhưng mà bạn không dám buông bỏ cái công việc đó chẳng hạn. Thì thông điệp dành cho các bạn là các bạn cần phải tự hỏi lại xem là công việc hiện tại, hoàn cảnh làm việc hiện tại, môi trường công việc hiện tại nó có hài hòa với cuộc sống của mình hay không, nó có giúp cho cuộc sống của mình ngày càng trở nên tốt hơn lên hay không. Những việc mình làm trong công việc đó, bất kể là bạn nghĩ là vì bản thân bạn không dám buông bỏ hay là vì bạn cố gắng gượng để mà giúp đỡ ai ai đó, thì nó có ích cho hành trình của bạn hay không, hay là đã đến lúc, hay là nó có ích cho cái người mà bạn đang hỗ trợ hay không. Chứ mình thấy với critical đây là bạn cần phải cắt có một cái vòng lặp nào đó cần phải được xử lý, có một cái đuôi nào đó cần phải được cắt bỏ, những cái gánh nặng nào đó cần phải được buông đi, ra những gì thuộc về quá khứ phải để yên trong quá khứ, đừng có lôi kéo nó đi đến hiện tại và tương lai của bạn. Và composure sẽ đây cho thấy là bạn cần phải giữ vững vị trí của mình. Cái việc đầu tiên là bạn cần phải hiểu mình là ai, tại sao mình ở đây, tại sao mình làm cái công việc này, tại sao mình mang những cái gánh nặng này. Nói chung là bạn cần phải hiểu bản thân mình đang có những gì, đang làm những gì, những công việc xung quanh đó nó tác động như thế nào của mình với mình, và nó có giúp mình giữ vững được cái hình ảnh của bản thân mình hay không. Tại vì cái lá bài này cũng cho mình thấy là có thể các bạn đang 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 tự làm xấu đi hình ảnh hay là ấn tượng của mình trong khía cạnh công việc á, với những người xung quanh, chứ là các bạn khiến cho đồng nghiệp, sếp hay những người xung quanh á nhìn thấy các bạn không còn được đẹp như trước nữa. Thì các bạn cần phải xem xét lại xem là có chuyện gì đang khiến các bạn đánh mất cái composure, đánh mất cái hình ảnh tốt đẹp của mình, đánh mất cái sự chỉnh trang của mình trong mắt người khác và trong chính bản thân bạn. Rõ ràng là có một cái gì đó nó đang vướng mắc. Có thể là một thói thói quen nữa, nó không chỉ là những cái hành động mà còn cái thói quen, cái giờ giấc sinh hoạt như thế nào đó, thì các bạn cần phải chấn chỉnh lại nha. Thông điệp chung là sự chấn chỉnh về tác phong làm việc, phong cách làm việc, hoặc là về mục đích làm việc của các bạn. Ba lá tarot các bạn có là King of Wands, vua gậy, The Star, ngôi sao, và Knight of Coins, kỵ sĩ xu. Rất rõ ràng là công việc của các bạn không hề tệ với cái lá The Star ở đây, và trong giai đoạn sắp tới nó cũng sẽ có những cái chuyển biến tốt với Harmony và Resolution ở đây nữa. Và các bạn làm chủ khá là tốt tình hình công việc của mình. King of Wands, The Star. Mình nhìn cái này thì mình lại cảm thấy là có thể là các bạn sẽ phải trải qua một cái quá trình đánh giá, review, có thể là review cuối năm, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ đến sớm hơn cuối năm. Có thể cấp trên sẽ bắt đầu nhìn lại kết quả công việc của các bạn. Cũng có thể vì vậy nên các bạn được nhắc về cái composure, lúc nào cũng phải giữ cái tinh thần, cái tâm thế vững vàng và sẵn sàng, và cái tâm thế và cái hình ảnh chỉnh trang nhất, chỉnh chu nhất của bản thân mình, để mà sẵn sàng đối mặt với bất kỳ cái thử thách hay là một cái bài kiểm tra, cái sự review đánh giá nào, chứ không phải chỉ đợi đến giai đoạn cuối năm, mà từ bây giờ các bạn đã bắt đầu được đánh giá rồi, cho nên là hãy giữ vững cái phong độ của mình. Knight of Coins, các bạn có thể sẽ nhận được một cái sự thăng chức nhẹ hoặc là tăng tăng lương nhẹ, nó không nhiều, nó không đáng kể, nhưng mà nó có cái ý nghĩa lớn hơn về cái khía cạnh tinh thần. Nói chung là có cái sự thăng tiến nhẹ cho các bạn trong giai đoạn từ đây đến cuối năm. À, vì vậy thì nó cũng make sense đúng không? Cho nên đó là cái lý do mà các bạn cần phải giữ phong độ tốt nhất cho mình, và những cái gì không liên quan đến mình, những cái gì ảnh hưởng xấu đến cái ấn tượng của mình để lại trong công việc á, hoặc là đến hiệu quả làm việc của mình, thì các bạn cần phải giải quyết nó ngay. Nhưng mà thật ra nhìn cái lá này á, bạn biết sao không? Mình nghĩ đến cái việc là các bạn đang ở trong một cái đội ngũ làm việc không hiệu quả, và hoặc là trong đội ngũ của các bạn đang có những thành viên làm việc không hiệu quả và các bạn cần phải xử lý họ, nhắc nhở hay là điều chỉnh như nào đó, hoặc là khai trừ họ ra khỏi đội nhóm của mình.
nghĩa là nó không, nó áp dụng rộng nha, tùy vào cái hoàn cảnh đó các bạn cần phải chiêm nghiệm để xem là mình cần phải cắt bỏ cái gì, có thể là một thói quen, một cái công việc nào đó hoặc là một ai đó trong trong môi trường làm việc của các bạn thì các bạn cần phải xử lý nó. Tại vì cái đuôi đó đó, cái mà các bạn cần phải cắt bỏ, tại sao mà cắt bỏ, tại vì nó ảnh hưởng đến cái sự hài hòa trong công việc, trong đội ngũ, trong cái guồng làm việc của các bạn, nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong đó và bao gồm cả bạn trong đó nữa, nên là cần phải xử lý nó. À, sẽ có đánh giá cho nên là cẩn thận ha. The Star cũng vậy, The Star ở đây thì mình lại thấy về cái hướng là rating, tức là review, đánh giá, nhận xét xem là bạn như thế nào. Thì bạn làm tốt thì sẽ có cái sự thăng chức nhẹ hoặc là tăng lương nhẹ, ở đây nó không nhiều nhưng mà nó đủ để động viên bạn trong giai đoạn từ đây đến cuối năm. Ok, thì đó là những gì mình thấy được. À, mình sẽ rút thêm 3 lá nữa đi. Tại vì hồi nãy tụ 1 cũng rút 3 lá thì bây giờ tụ 2 cũng rút thêm. Để xem là còn cái gì nữa ở đây. Khó khăn thuận lợi gì? Ace of Eight of Wands. Một kiếm, tám gậy và sáu xu. Cái này hồi nãy tụ một cũng có. Một cái thuận lợi cho các bạn trong giai đoạn này đó là đây sẽ là cái giai đoạn mà các bạn có rất là nhiều ý tưởng trong công việc, ý tưởng để giải quyết vấn đề, ý tưởng để vượt qua khó khăn, ý tưởng để mà phát triển công việc của mình, thì sẽ có rất nhiều ý tưởng mới đến với các bạn trong giai đoạn từ đây đến cuối năm. Và điều các bạn được nhắc nhở đó là khi mà các bạn có những cái ý tưởng đó thì các bạn cần phải ghi lại, tại vì ý tưởng là thứ sẽ đến và đi rất là nhanh, cho nên là có thể là các bạn để ý cầm theo cái sổ hay là ghi chú trong điện thoại gì đó để mà mỗi khi mà có ý tưởng mới thì các bạn ghi lại, và nếu các bạn sau khi đọc lại mà thấy nó khả thi thì các bạn hãy truyền đạt ý tưởng đó cho những người xung quanh, cho những người mà bạn nghĩ là cần nghe cái ý tưởng đó của bạn, thì đây sẽ là cái điểm nhấn giúp bạn có được những sự khởi sắc trong công việc ở giai đoạn từ đây đến cuối năm. À, cho đi những cái ý tưởng của mình, nhưng mà cái điểm mấu chốt đó là thứ nhất các bạn phải ghi nhớ được cái ý tưởng đó. Cách nào thì tùy các bạn. Thứ hai là các bạn cần phải truyền đạt ý tưởng đó cho những người mà bạn cảm thấy là cần nghe. Thì có như vậy bạn mới nhận lại được cái sự tưởng thưởng mà bạn cần nhận được. Ok, thì đó là một cái gợi ý nữa cho các bạn về khía cạnh công việc nha. Bây giờ mình sẽ qua phần tài chính nha. Guardian Angel, Holy Love. Mình nghĩ giai đoạn từ đến cuối năm á, cái năng lượng chung không chỉ cho tụ 2 đâu mà cho tất cả chúng ta luôn là năng lượng của sự phục hồi. Sự phục hồi. Và Divine Timing, chính xác. Đến lúc rồi. Các bạn đừng có vội vã hay là kiểu là vồ vồ vập để mà giành lấy cái cơ hội tài chính nào đó cho mình. Divine timing, hãy tin tưởng vào những cái thời điểm, tức là đến cái thời điểm bạn cần nhận được sự hỗ trợ thì hiển nhiên bạn sẽ nhận được. Cho nên là đừng có quá lo lắng, đừng có quá bất an, đừng cảm thấy là mình bị bỏ rơi. Ví dụ như là những người xung quanh bạn ai cũng nhận được cái khoản trợ cấp, cái khoản hỗ trợ nào đó, túi an sinh xã hội hay là những cái gói bao nhiêu tỷ đó của nhà nước hỗ trợ, ví dụ như vậy đi ha, mà chưa đến lượt bạn thì bạn hãy hiểu là đó là bởi vì chưa đến cái divine timing, chưa đến cái thời khắc của bạn. Hãy tin tưởng là thời của bạn rồi sẽ tới, hãy luôn luôn tin tưởng vào điều đó, và mình trong từ đây giai đoạn từ đây đến cuối năm chắc chắn nó sẽ tới, cho nên là cũng đừng có quá lo lắng và cũng đừng có cố gắng tranh giành, đừng tranh giành, chủ động khác với tranh giành nha, làm những gì mình cần làm rồi để đó cho vũ trụ lo, chứ đừng có tranh giành. À, cũng đừng có tị nạnh là tại sao người này được mà mình chưa được, người kia được mà vẫn mãi vẫn chưa tới mình, tại vì chưa tới cái divine timing ở đây. Và bất kể những cái hoạt động, sự kiện nào, bạn kết quả nào bạn nhận được trong giai đoạn từ đến cuối năm thì tất cả những cái đó nó đều đúng thời điểm của nó, và hãy tin tưởng, hãy luôn luôn tin tưởng vào điều điều đó.
Các thiên thần bảo hộ vẫn luôn ở bên cạnh bạn Holly Love. Nói chung là bạn đang được bạn tức là bạn hãy cứ yên tâm xuôi dòng về khía cạnh tài chính này, đừng lo gì hết, hãy cứ xuôi dòng. Ok, đó là về cái năng lượng chung. Tình hình tài chính của bạn từ đây cho đến cuối năm. Three of Coins, ba xu. The Star. Và The Hierophant, bạn sẽ được hướng dẫn, bạn sẽ được dẫn dắt. Three of Coins ở đây nó là sự hợp tác. Tức là như mình nói hồi nãy á, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ nếu như bạn đang trong cái công việc nào đó cần có thêm tiền chẳng hạn, cần thêm sự đầu tư á, thì nhà đầu tư sẽ đến đúng lúc. Hãy đừng đừng lo, nhà đầu tư sẽ tìm đến bạn trong đúng lúc để mà hỗ trợ bạn. Cho nên là nếu mà có những cái cơ hội, hay là có những cái không phải gọi là cơ hội, mà có những cái lúc nào đó bạn cảm thấy rất là cần tiền, tại vì đang xem về tài chính mà không có được cái khoản tiền đó, thì cũng đừng có ngại buông bỏ cái khoản đầu tư đó. Nghĩa thì tức là thấy hiểu là lúc đó cái đó chưa phải là cái cơ hội dành cho bạn. Nếu mà đúng là cơ hội của bạn tới thì bạn sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ cho cơ hội đó, cho nên là đừng có lo. Và với The Hierophant, The Star ở đây thì mình cảm thấy khả năng cao là sẽ nhận được sự đầu tư nha, đặc biệt dành cho những bạn nào mà đang cần tài chính để khởi nghiệp hay là để làm các một cái dự án nào đó mà cần thêm cái nguồn đầu tư về tài chính á, thì khả năng cao là từ đây đến cuối năm các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ về tài chính này. Thất nghiệp thì sẽ có trợ cấp thất nghiệp, cho nên là cũng đừng có quá lo lắng, nó khá là ổn. Cái trải bài này của bạn thì mình cảm thấy là bản thân tình hình tài chính của bạn không phải là quá dư dả từ đến cuối năm, nhưng mà khi nào cần thì sẽ luôn được hỗ trợ, cho nên là không không cần phải không có nỗi thiếu thốn. Nỗi thiếu thốn là mình thấy ở đây The Hierophant. Những bạn nào mà có cái ý định là kiếm thêm tiền thì các bạn có thể nghĩ đến việc là đầu tư hợp tác với người khác ha, hay là các bạn có thể dạy một cái gì đó, mở một cái lớp nào đó dạy kỹ năng, dạy xem bài tarot chẳng hạn, hay là mở cái kênh YouTube để mà hướng dẫn cho người ta làm cái gì đó, thì đây có thể là một cái kênh để mà bạn kiếm tiền, cái biện pháp để bạn có thể gia tăng thêm về khía cạnh tài chính cho mình. Hoặc là các bạn đi học một cái kỹ năng nào đó, tại vì The Hierophant ở đây nó có thể là cả dạy và cả học nữa, thì hoặc là các bạn đi dạy, hoặc là các bạn đi học một cái kỹ năng nào đó mà kỹ năng đó sẽ có thể hỗ trợ nhiều cho con đường nghề nghiệp, cho cái sự nghiệp của các bạn trong giai đoạn sắp tới, thì các bạn cần phải nghĩ thêm về vấn đề này. Và cái cơ hội học hoặc là dạy học này nó sẽ đến đúng với cái divine timing ở đây, các bạn sẽ nhận được cái cơ hội đó. Thì đó thì có thể là các bạn sẽ liên tục nhìn thấy một cái suggestion, một cái đề xuất về việc khóa học nào đó, hoặc cái gợi ý nào đó về cái việc là bạn đi dạy một cái gì đó, thì rất có thể nó chính là cái gợi ý từ vũ trụ dành cho các bạn. Thì hãy cân nhắc xem là các bạn có nên nắm bắt cái đó hay không, vì đó có thể là một cái công cụ mở ra cái kênh mới để các bạn kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình từ đây đến cuối năm. Thuận lợi và khó khăn, hay là bất kỳ thông điệp nào đó liên quan đến tài chính. Ace of Coins. Đúng là các bạn sẽ có hướng kiếm tiền mới nè. Seven of Cups và Four of Wands. Các bạn sẽ được đối mặt với nhiều cái gợi ý hay là nhiều cái cơ hội kiếm tiền. Tức là nó mình cảm giác cái cơ hội này nó không phải là cái mà mình nói tới, nó không phải là cái công việc chính của các bạn, mà là nó là một cái công việc thêm nào đó, công việc tay trái tay phải gì đó của các bạn để mà các bạn có thể lựa chọn. Và về lâu về dài thì rất có thể mà cái công việc mà các bạn nghĩ là các bạn chỉ làm thêm trong lúc này, hay là các bạn chỉ làm cho vui trong ngắn hạn á, nó rất có thể trở thành một cái hướng đi dài lâu cho các bạn. Cho nên là hãy cứ đầu tư vào nó, hay nếu mà có thể được thì đó là thuận lợi của các bạn. Còn cái mặt khó khăn đó là ngược lại với cái chuyện này, là các bạn có thể bị distract, tức là các bạn có thể bị phân tâm bởi rất là nhiều cơ hội kiếm tiền ngoài kia, và các bạn bỏ bê công việc chính của mình. Thì các bạn cần phải lưu ý, nếu mà những bạn nào rơi vào trường hợp này, các bạn cần phải lưu ý là tập trung vào cái gì, tập
trung, các bạn phải phân biệt được là cái nào là chính, cái nào là phụ, và cái khoảng thời gian dành cho công việc chính nó phải nhiều hơn và chất lượng hơn khoảng thời gian các bạn dành cho những cái thú vui hay là những cái công việc nhỏ 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 các bạn làm bên cạnh công việc chính. Thì các bạn phải biết là ưu tiên của mình là cái gì, đừng đừng vì những cái cám dỗ, là đừng vì những cái thú vui, những cái nghề tay trái tay phải mà bỏ quên công việc chính, con đường sự nghiệp chính của mình. Nó thì nó sẽ theo theo hai hướng như vậy. Ok, thì đó là toàn bộ những gì mình thấy được cho những bạn chọn tụ bài số 2 nha, về tình hình công việc và tài chính của các bạn trong giai đoạn từ đây đến cuối năm. Thì mình hy vọng là những thông điệp này sẽ có ích cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha. Bye bye! Xin chào những bạn chọn tụ bài số 4. Đây sẽ là những lá bài cho mình biết về tình hình công việc và tài chính của các bạn giai đoạn từ đây đến cuối năm. Mình sẽ lật ba lá bài tarot này sau ha. Đầu tiên mình sẽ trải ba lá bài oracle để mà xem về tình hình chung, cái bối cảnh chung, cái năng lượng chung về khía cạnh công việc trước nha. Công việc của các bạn từ đây đến cuối năm. Rồi sau đó mình sẽ nói tới tài chính sau. Các bạn có yes, chưa biết gì hết nhưng mà có yes là có vẻ vui rồi. Các bạn có manifestation, wow. Và các bạn có solid plan, ok. Ba lá bài này cho mình thấy là nếu như các bạn đang ấp ủ hay là chờ đợi cái kết quả nào đó thì kết quả sẽ là yes, kết quả sẽ là rất cái điều tốt đẹp dành cho các bạn. Nói chung là những gì các bạn ấp ủ trong giai đoạn vừa qua nó sẽ đơm qua cái trái, nó sẽ cho kết quả trong giai đoạn từ đây đến cuối năm. Manifestation và giai đoạn từ đây đến cuối năm là giai đoạn mà các bạn sẽ biến những cái suy nghĩ, những cái mong muốn, cái ước mơ của mình trở thành sự thật. Những cái kế hoạch của các bạn sẽ dần dần trở thành sự thật, sẽ kế hoạch của các bạn sẽ được thực thi. Năng lượng của các bạn tụ ba đây là năng lượng của sự thực thi, của manifestation, biến ý tưởng thành hành động, biến ước mơ thành hiện thực. Mà nó không phải là bất kỳ ý tưởng hay là ước mơ nào, mà nó là những cái ý tưởng, cái ước mơ mà các bạn đã ấp ủ từ lâu, các bạn đã rất là nỗ lực cho nó, các bạn đã dành nhiều thời gian và công sức và tiền bạc cho nó nữa, thì nó sẽ trở thành hiện thực. Cái dự án đó trong công việc chẳng hạn. Ok, mình bắt đầu trải ba lá tarot các bạn nhạc quá, wow, chính xác. Wheel of Fortune đây đi với yes nữa, giống như phát tài vậy đó. The Moon và Queen of Cups. Đúng, giai đoạn cái năng lượng của các bạn từ từ cái giai đoạn cuối năm, từ đến cuối năm là giai đoạn mà cái năng lượng manifestation các bạn rất là mạnh, cái sức mạnh của các cái sức mạnh nội tại của các bạn á nó đang rất là mạnh. Cho nên là hãy tận dụng cái này. Nếu như các bạn đang đầu tư cái gì đó, đang manifest cái gì đó thì tốt rồi, nó sẽ có kết quả. Còn nếu không, nếu các bạn chưa thì các bạn hãy đầu tư, hãy tìm hiểu thêm về manifestation, về việc biến cái suy nghĩ của mình thành hiện thực, hướng cái suy nghĩ của mình vào việc là biến những điều đó thành sự thật, thì nó sẽ rất là mạnh, sẽ rất là mạnh ở đây. Wheel of Fortune, nếu mà có thói quen chơi vé số thì có thể mua vé số may mắn về công việc nên hướng về các bạn. Và hãy cứ tự tin xin việc. Nếu mà có công việc phù hợp thì cứ tự tin xin việc. The Moon ở đây, mình sẽ trải thêm 3 lá nữa, tại vì mình đang thấy thông điệp nó hơi rời rạc. Tại vì The Moon và Queen of Cups á, cho mình cảm giác là các bạn sẽ nghiêng về những cái công việc mà mang ý nghĩa chữa lành về mặt cảm xúc nhiều hơn. Đó là cái công việc mà dành cho các bạn trong trong giai đoạn sắp tới, là những công việc mà nghiêng về khía cạnh cảm xúc. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ chỉ dành cho một số bạn thôi, nó sẽ không có dành cho cái nhóm đại trà. Thì mình để mình trải thêm 3 lá nữa, mình xem như thế nào nha. Three of Coins, The World và Seven of Swords. Ok, mình nhận được hai thông điệp ở đây, tức là hai cái luồng thông điệp tách biệt nhau. Mình sẽ nói cái thứ nhất trước, tức là những bạn nào mà đã dành được thời gian trong giai đoạn vừa qua để mà chiêm nghiệm về bản thân mình, chiêm nghiệm về hướng đi của mình, dồn năng lượng của mình vào cái công việc mà mình yêu thích, thì các bạn sẽ bắt đầu gặt hái được thành công trong giai đoạn sắp tới, tức là từ đây cho đến cuối năm. Và mình cảm giác cái công việc này của các bạn đó, nó liên quan, cũng là công việc liên quan đến cảm xúc nhiều hơn, nó sẽ không có liên quan nhiều đến
những cái công việc mà các bạn làm như là làm giờ hành chính mình không cảm thấy nó liên quan như vậy, mà nó giống như là một cái gì đó các bạn tự xây dựng cho chính bản thân mình, giống như là các bạn tự tự xây dựng một cái kế hoạch cải thiện công việc của bản thân, cải thiện cách làm việc của bản thân để mà làm sao để mà có thể làm việc hiệu quả hơn, hoặc là các bạn nghiêng về công việc chữa lành gì đó thì các bạn sẽ thu được cái thành quả cho nó. Tức là cái việc các bạn cải thiện bản thân sẽ giúp các bạn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp hơn trong công việc giai đoạn sắp tới. Thì đó là cái hướng thứ nhất mình thấy được nha. Cái hướng thứ hai với Class 7 of Swords và The World này ở đây cho mình thấy là và cả Three of Coins nữa, các bạn sẽ phải học cách làm team player, tức là học cách hợp tác với người khác. Three of Coins và The World ở đây có thể là thậm chí là hợp tác với nước ngoài, hợp tác với cái chi nhánh ở nước ngoài, hợp tác làm việc với người nước ngoài, với khách hàng ở nước ngoài chẳng hạn. Nói chung là nó sẽ không có một cái giới hạn nào hết. Và đối với những bạn đó, nếu mà các bạn không quen cách làm việc như vậy thì sẽ là một giai đoạn rất là khó khăn cho các bạn sắp tới nha, với Class 7 of Swords ở đây. The Moon, Queen of Cup, The World, Three of Coins. Đối với những bạn thuộc cái nhóm thứ hai, cái nhóm hướng thứ hai này á, thì không còn cách nào hơn là các bạn cần phải nỗ lực để mà làm quen với môi trường làm việc mới, làm quen với đội nhóm mới, với những người đồng nghiệp mới hay là những đối tác mới. Các bạn cần phải làm quen và thích ứng với cái môi trường làm việc mới này, hay là cái cách làm việc mới này. Không còn cách nào khác hết, tại vì nếu mà các bạn vẫn còn ôm cái môi trường cũ, cái năng lượng cũ thì các bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Nó cho mình cảm giác giống như là cái môi trường làm việc của các bạn đã thay đổi năng lượng rồi, và nếu như các bạn vẫn chưa kịp thay đổi để mà thích ứng với nó thì các bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Là cái mình thấy ở đây cho tụ bà về khía cạnh công việc có một sự đổi mới trong công việc dành cho các bạn. Mình thấy các bạn vẫn làm công việc, tức là vẫn là cái công việc đó, nhưng mà cái năng lượng, cái môi trường nó đã thay đổi rồi. Còn đối với những bạn mà hiện tại chưa có việc làm hoặc là đang tìm việc á, thì cái mình thấy ở đây là các bạn cần phải năng động hơn, các bạn cần phải linh hoạt hơn trong quá trình tìm việc của mình thì các bạn mới có thể gặt hái được kết quả. Còn nếu như các bạn cứ đi vào cái lối mòn như mình đi từ trước đến giờ thì cái lối mòn đó sẽ đưa các bạn đến ngõ cụt, chứ sẽ không mang đến cho bạn cái cơ hội mà bạn mong muốn. Cho nên là cái keyword ở đây là gì? Linh hoạt và thích ứng với hoàn cảnh mới. Thì có như vậy các bạn mới có thể tiến lên được trong hành trình công việc của mình. Thì đó là dành cho cái hướng thứ hai nha. Vẫn là có cơ hội đến các bạn đó, nhưng mà để xem các bạn có thích ứng được hay không. Cho nên những bạn nào chọn tụ bài này mà các bạn cảm thấy là mình đã rất là nỗ lực rồi mà mãi không có nhận được cơ hội công việc mới, hay là không có nhận được sự thăng tiến hay là sự thay đổi tích cực nào, thì các bạn cần phải xem lại cái cách làm việc hiện tại của các bạn có còn phù hợp với cái hoàn cảnh này nữa hay không. Hoàn cảnh mới sẽ đòi hỏi những cái thích ứng mới, với sự thay đổi mới, các bạn cần phải xem lại và cần phải điều chỉnh để mà thích nghi với những điều này. Và đừng 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 chỉ ôm đừng đừng có ôm khư khư những cái cũ nữa. Những bạn nào mà hơi có tư duy bảo thủ thì sẽ bị vất vả trong giai đoạn từ đến cuối năm đó, tại vì tư duy bảo thủ đó các bạn sẽ không giúp các bạn nắm bắt được những cái cơ hội trong công việc đâu, mà các bạn cần phải cởi mở hơn, bớt cái sự bảo thủ lại và cần phải xuôi dòng, cần phải nhìn xem là cái bánh xe nó đang đi chiều nào và mình cần phải xuôi dòng. Ok, thì đó là về khía cạnh công việc của các bạn từ đây đến cuối năm ha. Đặc biệt là những bạn nào mà hơi bảo thủ này, các bạn cần phải lưu ý để mình cởi mở hơn, mình có cái sự linh hoạt hơn. Còn những bạn nào mà đã đang đang đầu tư cái gì đó, rất là nỗ lực cái gì đó, thì các bạn sẽ nhận được được thành quả trong giai đoạn sắp tới. Về khía cạnh tài chính từ đây đến cuối năm, các bạn có spiritual growth, sự phát triển về mặt tâm linh, nhận thức, tinh thần, mother, father, god. Và tech chart and action, đúng là giai đoạn để các bạn hành động. Công việc hồi nãy cũng vậy, bây giờ tài chính ở đây cũng vậy. Nói chung là những bạn chọn tụ số 3, mình cảm thấy là các bạn đang đứng ở một cái ngưỡng
Giữa cái cũ và cái mới, giữa cái hoàn cảnh cũ và cái hoàn cảnh mới, giữa môi trường cũ và môi trường mới. Và các bạn được đòi hỏi là phải hành động. Hành động là bước qua cái ngưỡng đó. Các bạn sẽ không thể đứng ở cái ngưỡng này mãi. Các bạn phải chọn, một là các bạn tiếp tục quay về với cái cũ và mọi thứ nó lại quay về cái guồng quay như cũ, không có cái sự phát triển nào hết. Thì tất nhiên đây không phải là cái hướng mà trải bài này gợi ý cho các bạn. Cái hướng mà trải bài gợi ý đây là cái hướng về cái sự phát triển, nên các bạn cần phải bước qua cái ngưỡng đó, cần phải tiến lên, cần phải thay đổi, cần phải điều chỉnh, cần phải thích nghi, cần phải hành động để mà thích ứng với môi trường mới. Thì cái thông điệp trong tài chính của các bạn cũng như vậy, cái bối cảnh tài chính và công việc các bạn gắn liền với nhau ở đây. Ok, mình bắt đầu trải tarot cho các bạn nha. Judgment. Đúng như cái mình nghĩ ở đây. Five stars, yeah. See. Và The Hangman, lá này nó xuất hiện hồi nãy trong cái đống bài mà nó rớt ra. The Hangman. Đầu tiên với lá judgment này đi, với take charge and action này, thì như mình nói các bạn sẽ không thể lơ lơ lửng ở giữa được nữa, các bạn cần phải chọn. Bây giờ các bạn phải chọn là mình đi về phía nào, mình tiến lên phía trước hay là mình thụt lùi lại phía sau. Chứ các bạn không thể nào đứng đứng yên, thật ra đứng yên cũng đã là lùi rồi. Đang ở giữa dòng nước không tiến thì sẽ lùi, đúng không? Và mình biết là các bạn đang rất là thận trọng với hoàn cảnh mới. Five of Swords sẽ đây cho thấy một người đang đi cà kheo trên thanh kiếm. Đây là một cái mặt băng ở đây, có thể là rất là khó để mà đi qua được, nhưng mà các bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc là phải tiến lên từng bước nhỏ, nhưng mà cũng phải tiến lên. Vì nếu mà xét về môi trường tài chính, mình nghĩ cái tài chính này nó gắn liền với công việc của các bạn hồi nãy, là các bạn cần phải tiến lên trong công việc, có sự thích ứng thì tình hình tài chính của các bạn mới có cái sự khởi sắc được. Chung là tài chính của tụ bà này gắn liền với công việc. Nếu các bạn không có hành động thực tế thì các bạn sẽ không có được cái sự khởi sắc về mặt tài chính đâu. Mother Father God cho mình cảm thấy là từ trước đến giờ các bạn vẫn luôn nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính, nhưng mà trong giai đoạn sắp tới cái sự hỗ trợ này nó sẽ không đủ. Như mình hay nói là các bạn, chúng ta cần phải đi nửa đường thì vũ trụ mới có thể hỗ trợ chúng ta tiếp, vũ trụ sẽ gặp chúng ta ở nửa đường. Thì bạn cần phải đi cái con đường của bạn, để bạn cần phải làm những việc mà bạn cần làm, bước qua cái ranh giới đó, chấp nhận cái cơ hội đó thì vũ trụ mới có thể tiếp ứng cho bạn được. Còn nếu bạn chỉ ngồi yên một chỗ thì cho dù có rất là nhiều cái sự hỗ trợ đi nữa thì bạn cũng khó mà nhận được. Bạn cần phải mở cửa ra, bước ra để mà nhận lấy cái sự hỗ hỗ trợ này. Five Swords, The Hangman. Bạn có cái cơ hội để mà thay đổi tình thế trong về mặt tài chính đó, tức là đang rất là tệ để có thể có những cái sự chuyển biến rất là tốt, nhưng mà với điều kiện là bạn cần phải tiến lên và thận trọng. Có một cái thông điệp ở đây là sự thận trọng về mặt tài chính. Bạn cần phải đưa ra những cái quyết định đúng đắn về mặt tài chính trong giai đoạn sắp tới. Tại vì sao? Tại vì bạn sẽ không có cái sự dư dả đến mức mà có thể phung phí tài chính của mình. Và cái sự quyết định đúng đắn này đến từ đâu? Đến từ nội tâm của bạn, đến từ những cái nhận định của bạn về một cái tình huống nào đó, chứ không phải là đến từ những gì bạn nghe những người xung quanh nói. Tại vì đôi khi cái việc mà khi mà chúng ta cần phải quyết định một cái gì đó thì cái việc tham khảo ý kiến những người xung quanh là rất quan trọng, nhưng mà bên cạnh đó cái điều quan trọng hơn là bạn phải có ý kiến của chính bản thân mình. Chứ nếu bản thân bạn không có ý kiến, không có nhận định nào hết đó, thì cái việc mà ý kiến của những người xung quanh bạn sẽ càng khiến bạn bị distract, tức là khiến bạn bị phân tâm nhiều hơn và càng bị bối rối nhiều hơn, và từ đó cái khả năng mà bạn quyết định sai lầm nó sẽ càng nhiều hơn. Cho nên là hãy tập có chính kiến của mình. Nếu như các bạn đang có cái băn khoăn nào về tài chính đó, thì bản thân các bạn phải là người lăn xả để mà đi tìm cái kiến thức, để mà tìm hiểu về cái khía cạnh đó, và từ đó tham khảo thêm những người xung quanh. Nhưng mà cái chính vẫn là cái ý kiến, cái chính kiến của bạn, cái nhận định của bạn về một cái tình huống nào đó, thì bạn cần phải tập tập nhận định về tình huống tài chính của mình, chứ đừng có nghe người này xúi người kia xúi rồi làm tùm lum tùm la thì nó sẽ tùm bậy tùm bạ. Spiritual. Bạn cần có cái sự độc lập hơn về tài chính, cũng như độc lập hơn trong việc đưa ra những quyết định về tài chính.
Và vì tài chính của bạn gắn liền với công việc cho nên là mình cũng sẽ không có gì nhiều phải nói thêm. Bạn sáng suốt trong công việc thì tự nhiên tài chính của bạn cũng sẽ khởi sắc. Nhưng mà hiện tại mình thấy nó không được tốt lắm. Ở thời điểm hiện tại tài chính của bạn có vẻ không được ổn lắm. Strength. The Fountain. Và Nine of Coins. Bản thân bạn đang có một công việc có vẻ là ổn. Ổn, tức là cái công việc hiện tại của bạn đủ để cung cấp tài chính cho bạn, đủ để đảm bảo là bạn có thể sống yên ổn, ít nhất là trong giai đoạn từ đến cuối năm, là cái giai đoạn mà bạn đang xem trải bài này. Nhưng mà với The Fountain thì mình một lần nữa mình lại vẫn cảm thấy là bạn cần phải vượt qua cái ngưỡng nào đó. Nói chung là thông điệp của tụi ba này nó rất là rõ và nó rất là thống nhất trong cho cả tài chính lẫn công việc, đó là bạn đang đứng ở một cái ngưỡng giữa cũ và mới và bạn không thể đứng ở đó mãi. Bạn một là bạn tiến lên, hai là bạn bị tụt lại phía sau, và nếu bạn bị tụt lại phía sau thì cả công việc và cả tài chính của bạn cũng sẽ tụt lại phía sau tất nhiên rồi. Nhưng mà nếu như bạn có thể có được cái sự linh hoạt, cởi mở, thích ứng với cái hành trình mới và tiến lên đó, thì mọi thứ nó sẽ khởi sắc, tài chính của bạn sẽ khởi sắc theo công việc của bạn, và bạn có đủ khả năng, có đủ sức mạnh để mà thích ứng với cái hoàn cảnh mới đó. Và đừng có viện cớ, đừng có nói là bạn được hỗ trợ, hiện tại bạn cũng đang được hỗ trợ, nhưng mà cái sự hỗ trợ đó nó sẽ không là mãi mãi đâu, nó sẽ không là mãi mãi. Chứ bạn vẫn cần phải take charge and action, tức là bạn cần phải tái tạo lại năng lượng cho bản thân mình và hành động và tự đi con đường của mình. Bạn cần phải có cái sự độc lập trên hành trình công việc lẫn tài chính trong giai đoạn sắp tới, thì có như vậy bạn mới có thể tiến xa được. Còn nếu không thì bạn sẽ giống như cái người này, cứ mãi mãi đi một cách rất là rụt rè trên cái mặt băng mỏng này và có thể ngã bất kỳ lúc nào. Thật ra thì đúng đúng là khi mà bạn mở cửa và tiến lên cái hành trình mới thì bạn cũng có thể ngã bất kỳ lúc nào, nhưng mà cái sự ngã đó nó sẽ khác, là cái cú ngã lúc mà bạn đang đi cái hành trình mới nó sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm để mà tiếp tục đi tiếp. Còn cái việc mà bạn cứ e dè, bạn cứ sợ ngã, bạn cứ sợ té, bạn đứng yên một chỗ, nó sẽ khiến bạn thụt lùi, chắc chắn bạn sẽ thụt lùi. Còn bạn tiến lên phía trước thì cho dù bạn có té thì bạn vẫn có cơ hội để mà đứng lên và tiếp tục đi tiếp, thì đó là cái điều mà bạn cần cân nhắc cho công việc và tài chính của mình trong giai đoạn sắp tới. Bạn sẽ không thể trụ một chỗ, đứng một chỗ như vậy mãi, bạn sẽ bị tụt lại phía sau. Cho nên là cái lời khuyến nghị ở đây là hãy tiến lên phía trước, tiến lên phía trước. Là cần có cái sự phát triển cho hành trình của mình. Ok, thì đó là những gì mình thấy được cho những bạn chọn tụ bài số 3 ha. Những bạn đang ở ranh giới giữa cái cũ và cái mới và có vẻ hơi dè dặt để mà đón nhận cái bình thường mới, đón nhận cái môi trường mới, thì các bạn cần phải lựa chọn, đưa ra lựa chọn thôi. Và hãy nhớ là tình hình tài chính của các bạn sẽ gắn liền với tình hình công việc của các bạn, nó sẽ đi đôi với nhau. Công việc của bạn tốt thì tự nhiên tài chính của bạn sẽ khởi sắc và ngược lại. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha. Bye bye. Xin chào những bạn chọn tụ bài số 4, tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Ba lá tarot này mình sẽ lật sau nha. Bây giờ mình sẽ lật ba lá bài Oracle để mà xem là cái năng lượng chung, cái tình huống, bối cảnh chung về mặt công việc của các bạn trong giai đoạn sắp tới sẽ như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ làm về tài chính. Các bạn có Institution and Dialogue. No. Hồi nãy tụ 3 thì mình có yes. Bây giờ tụ 4 mình có no. Listen deeply. Ba lá bài này cùng một cái thông điệp, đó là các bạn sẽ cần phải lắng nghe sự mách bảo đến từ bên trong, lắng nghe trực giác của mình. Cái no này là cái no dành cho những cái ý kiến bên ngoài. Tin tưởng vào trực giác của mình, chứ đừng có bẻ lái theo những cái suy nghĩ bên phải suy nghĩ mà là những cái ý kiến, cái góp ý hay là những cái nhận định từ bên ngoài. Hãy tin vào trực giác của bạn. Và no này cũng có thể là nếu như bạn đang có một cái câu hỏi yes no nào đó liên quan đến công việc, thì câu trả lời gợi ý là no, là không. Ok, lắng nghe tiếng nói bên trong, lắng nghe trực giác của bạn. Ok, thì đó là về ba lá bài Oracle của các bạn ha, về cái bối cảnh chung của các bạn. Còn bây giờ mình sẽ xem là ba lá tarot các bạn nói gì đây. Các bạn có Ten of Coins, 10 xu. Các bạn có Three of Swords, 4 ba kiếm. Các bạn có Two of Wands, 2 gậy. Hai gậy có thể làm cái sự lựa chọn về hành trình mới, cái gì đó nó đang mở ra việc là các bạn cần phải buông cái gì đó để cầm buông bớt cái gì đó xuống. Ten of Coins,
Three resorts ở đây. Ok, có thể ở đây các bạn sẽ đứng giữa cái sự lựa chọn, đó là cái nó các bạn ở đây, về việc là giữ công việc cũ hay là đi công việc mới, hay là các bạn đang ôm ôm đồm nhiều công việc cùng một lúc, thì trong giai đoạn từ đây đến cuối năm các bạn cần phải lắng nghe sự mách bảo từ bên trong để xem là cần phải buông bỏ bớt công việc nào. Giống như hình ảnh ở đây, một cái bàn tay mà đang cầm quá nhiều món, một cái bàn tay trên một bàn tay mà cầm hai cái gậy rồi còn có thêm một cái vòng tròn ở đây nữa, thì quá nhiều thứ trên một bàn tay, các bạn cần phải bỏ bớt xuống, các bạn cần phải xem là các bạn cần phải chủ động lựa chọn xem là mình giữ cái gì và buông cái gì trong công việc. Nó có thể đại diện cho việc là các bạn đang ôm đồm quá nhiều trách nhiệm, thì các bạn cần phải biết là phân 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 bớt cái trách nhiệm đó cho những người khác nữa, tại vì nếu các bạn cứ ôm đồm như vậy thì khả năng cao là các bạn sẽ làm hư hết tất cả, sẽ không có đâu vào đâu hết. Ôm đồm quá nhiều thì không có cái gì ra cái gì hết, thì từ đó nó khiến cho công việc của các bạn bị đình trệ, bị tổn thương về khía cạnh công việc. À, một cái hướng khác mình thấy được ở đây là về cái no ở đây, đó là các bạn có thể phải từ chối cái cơ hội công việc nào đó. Có nhiều lý do để các bạn từ chối. Thứ nhất là vì cái cơ hội công việc đó không phù hợp với các bạn. À, nếu như hiện tại các bạn đang cân nhắc cái cơ hội công việc nào đó, các bạn không đang đắn đo không biết là có nên nhận hay không á, thì một là lắng nghe trực giác của các bạn, xem là trực giác các bạn đang muốn gì. Còn nếu mà không, các bạn không lắng nghe được nữa thì có một cái gợi ý đây là no, đừng có nhận cái công việc đó, đừng có cái mà các bạn đang, tại vì nếu mà các bạn muốn làm á, thì các bạn đã yes ngay từ đầu rồi, còn các bạn đắn đo tới hiện tại rất có thể đó là vì trực giác các bạn đang đang cản các bạn, đang nói các bạn là đừng có đi cái hướng đó, đừng có đi cái con đường đó, đó thể là con đường làm tổn thương bạn, con đường không có lợi gì cho bạn đâu. Ten of Coins cho mình thấy là cái bạn đang có là cái tốt nhất. Tất nhiên là bạn sẽ có thể có những cái nhận định khác, và nếu mà bạn nhận định là cái bạn đang có không phải là cái tốt nhất và bạn cảm thấy là cái mới là cái tốt nhất, thì bạn vẫn chắc chắn là bạn vẫn có thể chọn đi con đường mới đó. Còn ở đây trong khuôn khổ của trải bài này thì mình đang thấy là cái bạn đang có là cái tốt nhất, cái trước mắt là cái tốt nhất. Cho nên là hãy trân trọng những gì mình đang có ở đây, và hãy làm hoàn thành tốt những gì mình đang làm ở đây đã, rồi hãy nghĩ đến việc là ôm đồm thêm cái khác khía cạnh công việc. Two of Wands. À, thật ra thì với năng lượng này thì mình cảm thấy là cho dù bạn có muốn ôm đồm đi nữa thì cũng rất là khó, cũng rất là khó, tại vì cái hoàn cảnh sẽ buộc bạn phải đưa ra sự lựa chọn. Và trong giai đoạn này về khía cạnh công việc, các bạn hãy tập lắng nghe trực giác nhiều hơn. Tức là khi mà gặp cái vấn đề nào đó cần phải quyết định về công việc thì thay vì đi hỏi thì bạn hãy tập giống như cái hình ảnh này nè. Hãy thử tập lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, listen deeply, lắng nghe nhiều hơn. Và bạn sẽ download, tức là bạn sẽ được tải về rất là nhiều thông tin liên quan đến công việc nhiều hơn là bạn nghĩ. Cho nên là hãy chú trọng nhiều hơn đến cái tiếng nói bên trong bản thân mình. Ten of Coins ở đây còn cho mình thấy là những bạn nào mà đang làm việc ở nhà theo kiểu là work from home á, thì rất có thể các bạn sẽ tiếp tục duy trì cái tình trạng work from home đó cho đến cuối năm. Tại vì Ten of Coins cũng là hình ảnh về ngồi 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 nhà, về máy máy ấm, là ở đâu thì ở yên tới đó từ đây đến cuối năm. Và cái hiện trạng này là cái tốt nhất dành cho các bạn trong cái hoàn cảnh từ đây đến cuối năm nha. Khi mình rút thêm ba lá ha, để xem là có thông điệp gì nữa về công việc cho các bạn, thuận lợi hay khó khăn hay thử thách gì đó. Knight of Swords, kỵ sĩ kiếm. The Chariot. Và Page of Swords. Một cỗ xe ở đây mà hai con ngựa mỗi con lại quay về một bên, một con thì nhìn bên Knight of Swords, một con thì nhìn bên Page of Swords. Nó giống như là nó đúng là nó mô tả cái tình trạng của các bạn là không biết phải phải như thế nào. Mình cảm giác là những bạn tuổi bốn là những bạn rất là ôm đồm nhiều nhiều việc, cho nên là cái cỗ xe các bạn không biết phải 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 hướng về bên nào, thì các bạn cần phải lựa chọn thôi. Mình biết là sẽ có tổn thương, đôi khi cái việc lựa chọn bỏ cái này giữ cái kia nó sẽ gây ra tổn thương cho bạn cũng như là cho những người xung quanh bạn, nhưng mà đây là cái sự tổn thương cần có, bạn cần phải đưa ra quyết định, thì lúc đó cái cỗ xe của bạn mới tập trung đi theo một hướng được.
Nên là những bạn nào còn đang chàng hãng hay là còn đang bắt cá hai tay hoặc là đang làm rất là nhiều việc song song với nhau á, thì các bạn cần phải cân nhắc lại để mà buông bỏ bớt, để mà tập trung vào một hướng. Trung vào một hướng, hướng nào tùy các bạn, nhưng mà cần phải tập trung vào một hướng. Nó chỉ có như vậy thôi về công việc của các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ xem về 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 khía cạnh tài chính nha. Tình hình tài chính của các bạn từ đây đến cuối năm. Divine timing. Ease and race. Đi chậm chậm thôi. Chậm mà chắc. Và angelic protection. Tài chính của các bạn có sự tiến triển chậm chậm nhưng mà tiến bước nào là chắc biết bước đó. Đây cũng là một cái thông điệp liên quan đến công việc hồi nãy luôn, đó là bạn hãy cứ đi từ từ, làm từng bước một thôi, nhưng mà đi cái nào thì chắc cái đó, làm công việc nào thì làm thật chắc cái đó, thì từ đó tài chính của các bạn mới có thể vững chắc được. Chứ đừng có kiểu là muốn làm nhiều thứ cùng lúc, vì cái divine timing này cho thấy là cái gì cũng có thời điểm của nó. Hãy làm đúng thời điểm, đúng thời điểm thì sẽ gặt hái được thành công. Mình sẽ bắt đầu xem cụ thể cho các bạn nha. Các bạn có 3 of wands, 3 gậy, the lovers và justice. Giữ cân bằng. Tại vì justice là một cái cân rồi, cán cân cân bằng thì không nói rồi ha. The lover ở đây cũng là hình ảnh hai người ngồi đối xứng, ngồi đối mặt với nhau, còn cái sự cân bằng ở đây. Và 3 of wands, 3 gậy ở đây là một người đang đang cố gắng gọi là kéo một cái gì đó, kéo một cái thành quả nào đó đó về phía mình. Về khía cạnh tài chính, thứ nhất cần phải cân đối chi tiêu từ đây đến cuối năm. Có những khoản mà các bạn chưa cần phải chi bây giờ thì không nên chi bây giờ, mà hãy chờ cho đến đúng thời điểm của nó. Nói chung là thời điểm trong tài chính của các bạn trong giai đoạn sắp tới là rất quan trọng. Đối với những bạn nào mà có đầu tư thì các bạn cần cũng phải xem xét là giai đoạn này thì cần đầu tư cái gì. Nói chung là hãy làm từng bước một. Các bạn không đầu tư mà các bạn đi mua đồ, các bạn xài tiền cũng vậy. Nói chung là đừng có giống như công việc hồi nãy á, đừng có ôm đồm, đừng có xài một lúc quá nhiều cho quá nhiều món, mà hãy có thứ tự ưu tiên, xem là thời điểm hiện tại các bạn cần dùng tiền cho cái gì, thời điểm hiện tại cần làm công việc gì, cần tiết kiệm bao nhiêu. Chung là hãy đi từng bước chậm mà chắc trong khía cạnh tài chính của các bạn. 3 of Wands mình cảm thấy là các bạn có thể, tức là tại sao các bạn cần phải chậm và chắc, tại vì mình thấy là có cái cơ hội tài chính đến với các bạn trong giai đoạn sắp tới đến cuối năm. Cơ hội này của các bạn nó không có phải là quá lớn, nó không phải là quá lớn, nhưng mà nó là một cái gì đó mà các bạn cần phải có sự chuẩn bị trước thì các bạn mới có thể đón nhận được. Ba gậy nó giống như là sẽ có ai đó đến và hỏi các bạn xem là bây giờ các bạn có cái khoản tiền này để mà cùng đầu tư với họ hay không. Thì đó, thì nếu mà trước đó các bạn rải tiền cho quá nhiều nơi thì đến lúc cái thời điểm mà người này tìm tới thì bạn sẽ không có đủ tiền, sẽ và các bạn sẽ bỏ lỡ cái divine timing ở đây. Cho nên là vẫn là chậm mà chắc thôi. Nhưng mà với The Lover ở đây và 3 of Wands thì mình thấy là sẽ có ai đó tìm đến các bạn để mà mang lại cái cơ hội nào đó về tài chính cho các bạn. Đây có thể từ việc nhỏ nhỏ như là ví dụ như là ai đó đến bán một cái tờ vé số nào đó cho các bạn, hoặc là mình nói cho vui thôi nha, chứ mình không có khuyến khích các bạn mua vé số. Hoặc là ai đó mang đến cái cơ hội công việc, cơ hội kiếm tiền nào đó cho các bạn, thì các bạn phải có sự chuẩn bị trước. Đó thì các bạn mới có thể đón nhận được cái cơ hội này. Trust it, đúng. Gieo cái gì thì gặt cái đó. Có sự chuẩn bị trước thì khi cơ hội đến mới có thể đủ tiền để mà đầu tư vào đó. Cho nên là mình thấy thông điệp tài chính cho các bạn đó là các bạn đừng có tiêu xài quá quá trớn. Tại vì nếu mà như vậy thì đến khi cơ hội đến các bạn sẽ không có đủ tiền để mà đầu tư hay là để làm cái gì đó, thì các bạn sẽ bỏ lỡ cái cơ hội đó. Nói chung là bí quyết là chậm và chắc nha.
King of Swords. Đúng là mình thấy các bạn sẽ có một cái khoản lớn cần phải chi cho từ đây đến cuối năm. Cái khoản gì đó nó rất là quan trọng, có thể là một khoản đầu tư, khả năng lớn là một khoản đầu tư, hay là đầu tư thì có nhiều thứ ha, đầu tư về cho cái dự án có thể kiếm ra tiền, hoặc là đầu tư vào việc học. Nói chung là sẽ có cái việc có một cái việc nào đó cần các bạn chi ra cái khoản tiền lớn. Lớn như thế nào thì tùy vào hoàn cảnh riêng của mỗi người, nhưng mà các bạn cần phải chi cái khoản tiền đó để mà nắm bắt được cái cơ hội nào đó cho bản thân mình. Cho nên là từ đây tới lúc đó thì đừng có xài quá trớn, xài đúng cái gì cần thiết mà thôi. King of Swords, Five Swords. Những bạn nào mà đang đi làm á, đang có công việc á, thì mình thấy là King of Swords, Five Swords. Các bạn sẽ cần một cái khoản tiền lớn này để mà mua lấy cơ hội cho mình. Mình không hình dung được cụ thể nó là cái gì, các bạn chỉ cần nhớ là các bạn sẽ cần một khoản tiền lớn. Nhưng mà mình đang thấy cái thông điệp nó hơi mơ hồ ở đây. Chờ mình xíu để mình xem. Dành cho những bạn mà đang có công việc rồi, đang có công việc rồi, thì mình cảm thấy là các bạn sẽ, cấp trên của bạn sẽ giao cho các bạn một cái cơ hội nào đó, cái chuyến đi công tác nào đó. Thì tất nhiên là trong cái chuyến đi công tác này, các bạn sẽ có một phần kinh phí từ công ty, nhưng mà bù lại bản thân các bạn cũng cần có một khoản riêng cho bản thân mình, để các bạn có thể mạnh dạn hơn, dạn dĩ hơn trong cái chuyến công tác hay là trong cái cơ hội làm việc này, và nó sẽ giúp cho các bạn đạt được cái kết quả tốt đẹp hơn. Thì nó vẫn là cần tiêu cái khoản tiền lớn. Mình không nghĩ là tiền để mua nhà mua cửa, mà mình nghĩ cái tiền này nó liên quan nhiều hơn đến công việc hay là việc học của các bạn, chứ không phải là tiền để mua bất động sản hay là một cái khoản gì đó. Mình không thấy ở đây Five Swords. Nếu mà các bạn có được cái khoản tiền đó trong lúc mà cái cơ hội nó đến đó, thì nó sẽ giúp cho các bạn gọi là tự tin hơn vào bản thân mình rất là nhiều, so với cái việc là các bạn phải đi từng bước trên băng như vậy. Cho nên tóm lại, tài chính của tuổi 4 là gì? Các bạn sẽ không thiếu tiền, các bạn có tiền để mà chi tiêu, nhưng mà các bạn đừng có phung phí. Giống như trong công việc, các bạn đừng có ôm đồm quá nhiều thứ, hãy chỉ chi tiêu những gì các bạn thấy cần thiết ở thời điểm hiện tại. Và nếu mà có quá nhiều thứ cần phải xài tiền thì hãy lên cái danh sách ưu tiên để xem là thời điểm nào thì xài cái gì, và hãy luôn có một cái khoản dự phòng dành cho mình. Tại vì sao? Tại vì trong giai đoạn sắp tới rất có thể các bạn sẽ cần phải xài đến cái khoản dự phòng đó để mà nắm lấy cái cơ hội nào đó cho bản thân mình. Thì cơ hội đó như thế nào thì tùy vào hoàn cảnh riêng của từng bạn. Ok, thì đó là những thông điệp mình thấy được cho những bạn chọn tuổi bài số 4 nha. Mình hy vọng là những thông điệp này sẽ kết cho hành trình của các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài, và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Bye bye.